Bây giờ mình sẽ hướng dẫn đồng chí cái cách chơi nhạc à, chơi phim online trực tuyến nhé. Đây sẽ vào cái mục mà có cái màu hồng hồng ở dưới này. Đây cái chỗ này. Ấn một phát đây là cái mục gọi là Kodi. Kodi này là một cái hệ điều hành mini, trong đó mình sẽ cài tất cả các cái app để mà xem phim trực tuyến. Thì ở trong cái Kodi này hiện nay mình cài ba cái app trực tuyến ở trong cái mục video này và vào mục mở rộng này, ấn OK một phát. Thì có ba cái mục mà mình cài cái app để xem phim trực tuyến là đợi cho nó đang có chữ tiến hành bao giờ cũng thế, mình sẽ phải tắt nó đi và lại mở up vào các mở rộng này. Thì đây có cái app đầu tiên là cái app có chữ VN Open Playlist, là một cái app mình đã cài account. App thứ hai là trung tâm giải trí và app thứ ba nên phải là Việt Media. Trước tiên thí dụ bây giờ cái app đầu tiên là VN Open Playlist, mình ấn OK vào. Cái này nó nhanh hay chậm mà nó phụ thuộc vào mạng nhà mình nhé. Thế thí dụ như ở trong cái mục này thì nó có rất nhiều các cái mục nhỏ, truyền hình rồi là ca nhạc rồi là các thứ. Thì các cái mục mà thường hay nhất thì có cái mục gọi là góc chia sẻ, ấn OK một phát. Đó, trong này thì nó có các cái loại phim, kể cả phim 4K rồi các bộ sưu tập Thúy Nga rồi bom tấn các kiểu linh tinh. Thí dụ bây giờ mình vào một cái phim nào đó, ví dụ bom tấn thuyết minh thì chẳng hạn. Đó, thì các cái phim ở trên này này, đây là mỗi một dòng này là cái dòng để xem phim. Thí dụ cái phim ở trên này là định dạng nếu mà ra DTS HD Master, hoặc là định dạng ở đây là 720 1080. Thí dụ như 1080 cái phim này thì với điều kiện là nhà phải mạng phải khỏe khỏe tí, bởi vì nó là dung lượng nó lên đến 19 GB nên cắm dây mạng vào để xem. Còn đâu thí dụ như cái thứ hai này thì có thể wifi xem được này, nó 11 GB này. Bây giờ mình thử vào cái phim 11 GB này, ấn OK một phát, nó báo đăng nhập thành công. Đó, thế là bắt đầu vào phim thôi, đợi một tí nó sẽ đó. Thì cứ thế là xem. Còn nếu mà muốn xem phim ở cái kênh trung tâm giải trí cũng thế, lại vào ấn OK vào trung tâm giải trí. Trong này nó có các mục Thúy Nga Paris rồi các thứ. Thế thì cũng có một khu vực có gì hot này, cũng là những cái phim mà mới mà mọi người hay cho vào, những cái gì mới nhất thì vào đây. Đó, thí dụ thế. Còn không nữa thì ra chọn được các mục dưới này. Cái mục khu vực VIP F share này đều là những phim mới rất hay, phim nào vừa update xong. Đấy, ví dụ phim mới 2019 này, xong trên cùng này. Đấy thì cứ thế là bật vào là xem thôi. Kéo đến đâu là ví dụ thế. Giờ ấn OK dòng thứ hai. Đó thì phim nó siêu nét luôn, bởi vì nó chạy đúng định dạng nguyên bản của ổ cứng. Thế thì còn cái kiểu xem phim thứ ba nữa ở trong cái app này là cái app Việt Media, là mình sẽ tìm kiếm phim theo ý muốn. Thí dụ khi mình ấn vào Việt Media này, xong nó có cái dòng có chữ tìm kiếm này, ấn vào tìm kiếm một cái. Xong tiếp tục dòng đầu tiên là tìm kiếm với Việt Media, nó có Việt Media F đấy, viết tắt của ba chữ, ấn vào dòng đầu tiên nó sẽ ra các chữ cái. Thí dụ bây giờ mình thích xem một cái phim hoạt hình cho trẻ con, mình phim Coco chẳng hạn, thì mình phải đánh tên đấy, mình đánh chữ Coco vào này. Nếu mà có bàn phím chuột mà gắn bên ngoài vào thì đánh chữ nó nhanh hơn, còn không thì sử dụng bàn phím ảo này. Đó thì nó sẽ ra các cái phim có chữ Coco, ví dụ đúng cái phim đầu tiên là cái phim mình cần ấn vào thôi. Thì nó lại sẽ đợi thì nó sẽ ra các cái phim 720 1080, ví dụ như đường truyền nhà mình bao nhiêu thì mình chọn bấy nhiêu, ví dụ đường truyền nhà mình ngon thì mình chọn 1080. Đấy thì cái phim này nó có cái dung lượng là 14 phẩy bao nhiêu ghi này, ấn OK phát này. Đó thì nó sẽ vào phim, nó báo là phụ đề cũng đã được tải xong mọi thứ đấy, đại loại đấy. Đây là ba cái cách để xem phim ở cái app, ba cái app mà mình đã cài cái VIP code vào nhá. Đồng chí cứ theo cái này để thử nhá.